Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh của chúng tôi. Chúng tôi luôn mong muốn sẽ đem đến cho quý vị và các bạn những giây phút thư giãn thật thoải mái. Xin đừng quên đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tin tức mới. Sau đây xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục tin giải trí. Đông Nhi mang thai sau 4 tháng kết hôn. Trong bộ ảnh mới chụp được đăng trên trang cá nhân, Đông Nhi khiến cho mọi người xôn xao với gương mặt bầu bỉnh một cách bất thường. Hơn nữa, với câu ẩn ý của em gái, ông Cao Thắng đã khiến cho nhiều người cho rằng cặp đôi sắp có tin mừng sau 4 tháng đám cưới. Kể từ sau đám cưới Thế Kỷ diễn ra vào tháng 11 năm 2019, Đông Nhi ngày càng ít đăng tải hình ảnh trên trang cá nhân. Mới đây, cô đã khiến cho nhiều người bất ngờ khi tung bộ ảnh mới được cho là chụp trên mái nhà với gương mặt bầu bỉnh một cách bất thường. Trong bộ ảnh, Đông Nhi khéo léo đưa tay che vòng hai và còn có những tạo dáng để không để lộ chúng trước ống kính. Nhiều người đã tò mò và cho rằng nữ ca sĩ đang cố tình che bụng và đây liệu có phải là tin mừng sắp có em bé. Nhưng mọi người thắc mắc vẫn không có lời giải đáp cho đến khi câu bình luận của em gái ông Cao Thắng lại khiến cho nhiều người càng nghi vấn. Đó là đoạn hội thoại của Đông Nhi và cô em bên chồng, ông Thoại Liên. Thấy chị dâu có da có thịt hơn, Thoại Liên để lại bình luận. Nhìn phúc hậu quá chị yêu. Nữ ca sĩ liền mập mờ trả lời, ý em là... Và rồi cô em chốt một câu, sắp lên level khác rồi, đổi tướng, đổi số nè, em thích chị bây giờ. Nhiều người đã vào chúc mừng cho cặp đôi nhưng vẫn không hề có phản ứng chính thức từ nhân vật chính. Nhưng nhiều người cũng cho rằng Đông Nhi hiện tại có hơi tăng cân so với thời gian trước khi kết hôn. Có lẽ vì điều đó đã khiến cho cô không thể tự tin để lộ vòng hai của mình, chứ không phải cố tình giấu tin đã mang bầu. Đông Nhi, ông Cao Thắng về chung một nhà vào tháng 11 năm 2019. Tính đến thời điểm hiện tại, cả hai đã trải qua hơn 10 năm yêu thương, sát cánh bên nhau. Không chỉ là bạn bè, gia đình mà fan cũng đang rất mong chờ tin vui đến năm 2020 của cặp đôi này. Vâng, xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video. Và nếu các bạn thấy hay, xin hãy nhấn nút subscribe and like và nhấn vào nút chuông thông báo để nhận được những kết quả, những tin tức mới nhất, hot nhất đến từ Tin Hot 24 giờ nhé các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.